Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe huyện Xuyên Mộc báo cáo kế hoạch an sinh xã hội. Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cần sớm ổn định giá phòng. Lãng phí tại trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Cù Bị. Bất an vì khí thải từ nhà máy thép Pominaba. Trong phần tin thế giới, G20 nhất trí thúc đẩy cải tổ WTO. Bão Florence hoành hành nước Mỹ khiến 5 người thiệt mạng. Siêu bão Mangkhut đổ bộ Philippines. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với đoàn công tác đặc biệt của tỉnh để nghe huyện Xuyên Mộc báo cáo kế hoạch giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại ba xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc. Đây là những địa phương tập trung hộ dân thuộc diện được tỉnh xem xét giao khoán đất rừng để sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc trình bày tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ thúc đẩy thành lập các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất theo công nghệ sạch gắn với xuất khẩu. Song song đó, huyện kiến nghị tỉnh dành khoảng 200 hecta để thực hiện các đề án, dự án thu hút lao động nông nghiệp, dành một phần quỹ đất 300 hecta tại xã Hòa Hội để đầu tư ba cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp may mặc, giày da, gia công, sơ chế nông sản. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, việc triển khai thực hiện kế hoạch tạo việc làm, tăng thu nhập, giải quyết khó khăn cho các hộ dân của ba xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc nói chung và những hộ dân thuộc diện được xem xét giao khoán đất rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng là cần thiết. Sau cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc cần tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành để hoàn thiện kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua thường trực tỉnh ủy. Huyện cũng nhanh chóng rà soát, nắm bắt đầy đủ các nhu cầu của người dân về việc làm, thu nhập, điều kiện dân sinh để tham mưu hướng hỗ trợ hợp lý. Dù đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi từ nhiều ngày trước khi diễn ra, thế nhưng tại phiên giao dịch việc làm lần thứ 7 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại thành phố Bà Rịa vẫn đạt kết quả rất thấp. Số người đến với phiên giao dịch việc làm đã ít, số người tìm được việc làm phù hợp lại càng ít, chỉ đạt khoảng gần 7% so với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Phiên giao dịch việc làm lần thứ 7 năm 2018 có 19 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 3.200 vị trí, chủ yếu là lao động phổ thông, với các vị trí như nhân viên văn phòng, kinh doanh, kế toán, thu ngân, bán hàng, cơ khí, xây dựng, với mức lương từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, một số đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động tham gia tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch với số lượng hơn 550 người đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore với mức lương từ 10 đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường cao đẳng nghề dầu khí cũng tham gia tuyển sinh với 300 chỉ tiêu. Tuy nhiên, sau một ngày diễn ra phiên giao dịch, chỉ có hơn 330 lượt lao động đến tư vấn, trong đó 128 lao động được sơ tuyển, 46 người được nhận hồ sơ trực tiếp và gần 82 người được hẹn phỏng vấn. So với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 6,8%. Từ năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quy định doanh nghiệp du lịch phải đăng ký, kê khai giá cho thuê phòng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và niêm yết giá tại nơi kinh doanh, đồng thời phải kinh doanh theo mức giá đã đăng ký. Do được tự đăng ký giá kinh doanh nên mỗi doanh nghiệp là mỗi kiểu. Có doanh nghiệp đăng ký mức giá cho thuê thấp nhất và cao nhất với mỗi loại phòng, nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ đăng ký mức giá cao nhất. Thêm vào đó, mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, tại Bà Rịa Vũng Tàu, việc tăng giá phòng rất tùy tiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý du khách, mà còn làm giảm sức cạnh tranh của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 255 cơ sở du lịch lưu trú được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, cùng hàng ngàn nhà nghỉ khách sạn mini. Với khách sạn resort 3 sao, giá niêm yết ngày thường dao động từ 700.000 đồng đến 1.600.000 đồng một phòng. Ngày cuối tuần tăng 30-35%, lễ Tết tăng thêm 15-20% so với cuối tuần. Khách sạn từ 1-2 sao hay các nhà nghỉ, giá niêm yết ngày thường cuối tuần 200.000 đồng đến 500.000 đồng một phòng, lễ Tết tăng bình quân gấp 2 lần. Thế nhưng trong khi khách sạn resort cao cấp luôn tuân thủ niêm yết giá và kinh doanh theo giá niêm yết, thì các khách sạn nhà nghỉ bình dân, giá dịch vụ lưu trú thường tăng từ 4-7 lần vào các dịp lễ Tết.
tất cả các nơi, hầu như là các cái địa danh du lịch họ đều có cái mức giá nó cao hơn một chút. Thì chính sách của từng doanh nghiệp một là họ cũng đưa ra chính sách, ví dụ như giá lễ Tết rồi giá cuối tuần và giá trong tuần, để họ dựa vào cái nhu cầu của khách hàng để họ đưa ra cái mức giá làm sao mà vừa đáp ứng được cái cầu của khách mà vừa cái doanh nghiệp người ta vẫn cảm thấy là vui vẻ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá dịch vụ lưu trú cao là do du lịch Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu mang tính thời vụ. Thêm vào đó, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu chưa quản lý tốt mức đầu tư xây dựng, vận hành nên chi phí hoạt động cao hơn nhiều địa phương. Ngành du lịch cũng chưa có chiến lược giá tổng thể để ổn định giá dịch vụ lưu trú, dẫn đến giá cả dịch vụ này thường tăng cao, khó cạnh tranh với các địa phương du lịch có đặc điểm tương đồng. Một cái sự đặt ra về cái giá không có ổn định như vậy, có cái sự khác biệt như vậy, thì du khách thì người ta hỏi sẽ người ta đặt ra. Cho nên là tôi nghĩ rằng là trước khi mà có một cái chiến lược giá thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp đưa ra cái chiến lược đó, giá đó là phải có cái sự đánh giá đối với cái tâm lý của khách hàng, của du khách cho mọi đối tượng. Cao điểm du lịch là cơ hội làm ăn của mọi địa phương có ưu thế du lịch. Ngay vào thời điểm này mà giá cả các dịch vụ du lịch, trong đó có dịch vụ lưu trú của Bà Rịa Vũng Tàu cũng không thể cạnh tranh. Vì tình trạng giá cả không ổn định, thì về lâu dài, du lịch của tỉnh sẽ mất dần cơ hội, huống hồ với mùa thấp điểm. Quy hoạch tổng thể để ổn định giá dịch vụ lưu trú là yêu cầu bức thiết trong chiến lược phát triển du lịch Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay. Thưa quý vị, từ năm 2011, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công ty Yến Sào tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức quản lý, bảo tồn và phát triển quần thể Yến Sào tự nhiên tại huyện Côn Đảo. Để phát triển nguồn yến bền vững, các hang yến tại Côn Đảo được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ở mỗi hang luôn có đội bảo vệ từ 2 đến 3 thành viên, ngày đêm ứng trực tránh mọi xâm hại của các tác động bên ngoài cũng như con người đến quần thể yến. Mỗi năm, Trung tâm Yến Sào Côn Đảo cũng phối hợp với công ty Yến Sào Khánh Hòa tổ chức khai thác yến theo định kỳ. Và mới đây, đợt khai thác yến sào lần thứ 2 trong năm 2018 tại quần thể Yến Sào Côn Đảo được tổ chức. Hiện nay, quần thể Yến Sào Côn Đảo phân bố chủ yếu ở 13 hang thuộc 8 điểm khác nhau, trên hòn Bông Lan, hòn Thỏ, hòn Cao, hòn Tre Nhỏ, hòn Tre Lớn, Vịnh Đầm Tre, hòn Bảy Cạnh, mũi Diệt Minh. Để lên hòn Bông Khai khai thác yến, hơn 30 cán bộ kỹ sư công nhân Trung tâm Yến Sào Côn Đảo và công ty Yến Sào Khánh Hòa không thể cập thẳng vào hòn mà trung chuyển bằng thuyền thúng. Di chuyển đến hang yến đã là hành trình gian khó, khai thác được tổ yến trên những vách núi treo leo càng gian khó gấp bội. Bởi loài yến tự nhiên chỉ chọn những vách đá biệt lập giữa trùng khơi nhằm tránh bị xâm hại để làm tổ, đẻ trứng. Vì thế muốn lấy được tổ yến phải có sức khỏe dẻo dai, có dày kinh nghiệm leo núi. Thực sự là có cái thành công trong vấn đề những cái tiếp tục áp dụng cho Côn Đảo, thì tôi khẳng định rằng là trong tương lai qua những cái áp dụng những giải pháp kỹ thuật ở Khánh Hòa đưa vào ứng dụng tại Côn Đảo sẽ phát triển được các hang yến tại Côn Đảo càng ngày càng tạo cái bầy đàn phát triển lớn và cái sản lượng sẽ được nâng cao. Không thể đơn độc mà leo lên tổ yến, nhóm khai thác yến dựng dàn cháo bằng những thân cây tre cứng cáp kết chặt với dây mây và trèo lên đó. Cách vách núi hẹp và hiểm trở thế này, vừa thiếu ánh sáng vừa thiếu không khí, chỉ chút sơ sẩy người khai thác yến có thể mất mạng. Quy trình thao tác, kỹ năng làm việc trên độ cao đặc thù càng đòi hỏi rất thuần thục, nghiêm ngặt. Bởi vì yến hàng đó, thường thường làm tổ dựng ở nơi treo leo và dựng ở trời nơi hiểm trở. Chính vì vậy thì công việc cũng giống như cái nghề nghiệp của những anh em làm ở cái nghề mà cái là yến sào thì nói chung là lúc nào cũng là cái vất vả và nguy hiểm gắn với nguy hiểm. Chính vì vậy là bên chỗ cái ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo cùng những bên cái công ty yến sào Khánh Hòa luôn luôn đặt ra cái tên hết là vấn đề là an toàn cho đối với cái cán bộ công chức viên chức và những người lao động của hai đơn vị trong cái việc thực hiện cái đề án này.
Yến sào là một sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Do đó, trong mỗi chuyến khai thác, để đảm bảo đủ thành phần, đội ngũ những người khai thác yến, cán bộ kỹ thuật, giám sát, bảo vệ. Sau khi khai thác, từng tổ yến được kiểm đếm rất tỉ mỉ, chuẩn xác, sau đó được bảo quản và niêm phong. Những năm gần đây, với việc thực hiện thành công đề tài khoa học, ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến qua từng giai đoạn, nên ngoài khai thác tổ yến, trứng chim yến cũng được thu nhặt, bảo quản để đưa về công ty yến sào Khánh Hòa ấp nở và nuôi đến khi trưởng thành, rồi lại đem thả vào môi trường tự nhiên, đúng nơi chúng đã sinh ra. Đây chính là cách bảo tồn, nhân đàn và phát triển loài yến rất hiệu quả. Liên tục di chuyển đến các hòn có tổ yến. Sau một ngày, Trung tâm Yến sào Côn Đảo và Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khai thác được 1.301 tổ yến với tổng trọng lượng gần 9,5 kg. Về cái công tác mà bảo tồn và ngăn chặn cái thiên địch cho chim yến đó, là khó khăn nhất. Và anh em là cũng hết sức cố gắng là duy trì và cũng đạt được những cái kết quả như ngày hôm nay là về chất lượng và số lượng thì cũng tăng. Nỗ lực trong bảo tồn, khai thác và phát triển quần thể yến sào tại Côn Đảo là góp phần gìn giữ, phát triển bền vững một sản vật tự nhiên quý giá của biển trời Côn Đảo, đồng thời cũng là góp phần nâng vị thế kinh tế xã hội một quần đảo thiêng liêng của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, của Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, tại công viên cột cờ Bãi Sau, ban tổ chức lễ hội Nghìn Ông tháng 8 Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc phần thi hội với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia. Hơn 700 vận động viên đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tham gia tranh tài các môn kéo co bi sắt, dẫn bóng xuất cầu môn, đẩy cây nam, bịt mắt đạp heo đất. Sáng mai ngày 16 tháng 9, phần hội của lễ hội Nghìn Ông tháng 8 Vũng Tàu sẽ tiếp tục diễn ra với hai môn bơi biển tại bãi trước và thi câu cá ở bờ kè công ty cổ phần du lịch Cáp Treo. Lễ hội Nghìn Ông tháng 8 Vũng Tàu được tổ chức hàng năm là lễ hội truyền thống của cư dân miền biển Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là dịp ngư dân cầu mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no, thịnh vượng hạnh phúc. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Chính lễ tại Đình Thần Tháng Tam sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch với các hoạt động như cúng cầu ngư, rước kiệu Nghìn Ông, cúng dỗ tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, cúng tế ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội, trình diễn tuồng cổ. Hội cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội cựu chiến binh thành phố Vũng Tàu, Hội cựu chiến binh, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí BTSC tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho một gia đình cựu chiến binh ở phường 8 thành phố Vũng Tàu có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà nghĩa tình đồng đội được xây trên nền đất của gia đình cựu chiến binh ở phường 8 thành phố Vũng Tàu. Tổng kinh phí xây dựng nhà là 60 triệu đồng, trong đó Hội cựu chiến binh BTSC tài trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại do hội viên cựu chiến binh chi hội 4 và người thân gia đình đóng góp. Dịp này, BTSC và chính quyền địa phương đã tặng gia đình cựu chiến binh này nhiều phần quà là một số vật dụng phục vụ sinh hoạt. Thưa quý vị, ở chương trình thời sự hôm qua, chúng tôi đã chuyển đến quý vị phản ánh về Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị xây dựng khang trang mà không phát huy được hiệu quả. Vì trang thiết bị tại trung tâm chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân địa phương và còn vì những yếu tố khác. Là thêm những yếu tố gì khiến một trung tâm văn hóa thể thao khang trang nằm giữa khu dân cư đông đúc vẫn không thể thu hút người dân? Phóng viên thời sự đã tìm được câu trả lời. Như chúng tôi đã phản ánh, khi đi kiểm tra tình hình hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng, đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao đã ghi nhận Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị không thu hút được người dân. Trở lại nơi đây thêm vài lần, vào những thời điểm mà người dân địa phương cần địa điểm vui chơi, thư giãn, thì Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị vẫn vắng vẻ điều hiu. Thế nhưng một trong số quản lý trung tâm lại có nhận định khác biệt. Xã Cù Bị được đầu tư là theo chương trình mục tiêu giao thông nông mới nên một số trang thiết bị được cấp và người dân tập luyện thể dục thao thường xuyên tại trung tâm văn hóa lời qua các hoạt động thể dục thể thao tại các dụng cụ này.
Còn thực tế, theo ghi nhận của chúng tôi, 16 giờ chiều ngày 13 tháng 9, ngoại trừ sân bóng chuyền ở phía sau Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng, xã Cù Bị, có vài người đang tập luyện, còn lại đều tĩnh lặng. Vào một buổi chiều ở trung tâm văn hóa học tập cộng đồng của xã, chỉ có tụi em tới đợt bóng chuyền, còn những môn thể thao khác thì hầu như không có người tới chơi. Để được chơi bóng chuyền ở bên trong trung tâm, các bạn trẻ trong nhóm đã phải dựng xe ở bên ngoài, chui qua lỗ hổng hàng rào bên hông. Vì như quý vị thấy, cánh cổng dẫn vào sân bóng chuyền luôn khóa chặt. Trong khi đó, cách Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị khoảng 10 mét, có một không gian và không khí hoàn toàn trái ngược. Ở xã Cù Bị là phong trào bóng đá sân cỏ nhân tạo này là rất phát triển. Buổi chiều cũng có các đội tham gia đá hồi 5 giờ để rèn luyện thể dục thể thao. Còn riêng nông trường Cù Bị xuyên tạo sân chơi cho anh em công nhân. Mỗi dịp công nhân được nghỉ. Muốn xây dựng cái này đầu tiên là đi khảo sát của anh em công nhân, và công nhân cũng đóng góp và cũng thích là chơi môn thể thao bóng chuyền giống như là bóng đá. Hồi xưa thì bóng đá sân lớn, sau này sân mini, thì công nhân rất là hào hứng và ủng hộ và đồng tình. Sân bóng của nông trường cao su Cù Bị không chỉ phục vụ công nhân nông trường mà còn rộng cửa đón người dân địa phương ở mọi lứa tuổi đến sinh hoạt luyện tập. Con thường tập bóng đá ở sân bên mini của nông trường Cù Bị, và bởi vì sân ở trung tâm không có sân nên con phải tới sân này. Con thích nhất chơi môn thể thao bóng đá, con thường tập luyện bóng đá tại sân bóng đá nông trường Cù Bị. Có cơ sở vật chất nhưng thiếu đội ngũ có nhiệt tâm tổ chức hoạt động cho trung tâm, và căn cơ hơn là thiếu cơ chế chính sách tạo ra đội ngũ nhiệt tâm ấy. Đây là câu trả lời mà chúng tôi tìm được từ chính quyền địa phương xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì mức hưởng phụ cấp hiện nay là 1.86. Tuy nhiên thì đối với những cán bộ hoạt động tại trung tâm chỉ hưởng mức phụ cấp là 1.6. Do đó thì cái mức thu nhập của cán bộ công tác ở đây nó cũng còn nhiều hạn chế. Do đó cán bộ thì cũng chưa có tâm huyết và dành hết cái công sức của mình để rồi phục vụ cho cái ngành văn hóa và nghệ ở địa phương. Ngoài việc thiếu nguồn nhân lực chuyên trách, thiếu tinh thần chủ động tìm giải pháp cho hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị, lãnh đạo chính quyền địa phương còn đưa ra lý do. Khi xây dựng trung tâm, chính quyền ngành chức năng cấp trên cũng chưa chú trọng khảo sát đặc điểm thực tế để có sự đầu tư trang bị phù hợp. Và hệ quả, chìa khóa trao tay là trung tâm không thể thu hút người dân. Những lý giải này càng cho thấy lỗ hổng trong lãng phí đầu tư công là một chuỗi bất hợp lý từ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đến chính sách và cả nhân lực. Ô nhiễm môi trường vì hoạt động của một số nhà máy thép đã được chúng tôi chuyển tải trong các chương trình thời sự. Và hôm nay, vẫn với tình trạng này là ghi nhận tại nhà máy thép Pomina 3, hoạt động ở đường số 9, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ. Nhà máy liên tục xả khói bụi ra môi trường với mật độ dày đặc, khiến cuộc sống của người dân quanh khu vực vô cùng ngột ngạt, ngày càng ô nhiễm. Người dân đã kiến nghị nhiều lần đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi. Đây là hình ảnh do chính người dân tổ 20 khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ liên tục ghi nhận từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2018 và cung cấp cho nhóm phóng viên thời sự BDT. Còn đây là hình ảnh do phóng viên thời sự ghi nhận tại nhà máy thép Pomina 3 vào giữa tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2018. Tất cả đều có chung một gam màu khói bụi ở mọi lúc và hầu như mọi nơi, bủa vây mọi không gian sống. Người dân tổ 20 khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, khu vực gần nhà máy thép cho biết, tình trạng xả khói bụi của nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 đã tồn tại nhiều năm nay.
Gần đây, tần suất mật độ xả khói bụi ngày càng dày đặc hơn, càng dày đặc vào nửa đêm và về sáng, vào lúc chiều tối, những ngày cuối tuần, kèm theo khói bụi càng dày, mùi hôi càng nặng. Cái lần xả thải mà tôi đã chứng kiến mà của nhà máy này là cũng rất là nhiều lần rồi. Những lần vào ban đêm này, những lần chuẩn bị cơn dông để mưa là bắt đầu họ xả thải đen kịt cả một vùng này luôn và mùi rất là khét lẹt. Nhất là trời mưa, khi mà trời mưa là nó xả nhiều lắm, mùi nó hắc, ngửi không chịu nổi luôn á. Khói bụi và mùi hôi từ nhà máy thép Bumina 3 không chỉ ám ảnh người dân quanh khu vực mà cũng là nỗi bất an của những công nhân qua lại và làm việc trong khu vực. Cũng có dân là người ta chụp hình đăng lên Facebook rồi phản ánh này nọ, nhưng mà vẫn thấy cứ bình thường là vẫn cứ xả. Ở trên đó là cũng thấy nghiên cứu ra một cách cho công dân của tôi còn làm chỗ đây còn lâu dài, có sức khỏe làm. Nhà máy thép Bumina 3 chuyên luyện và cán phôi thép với công suất khoảng 1 triệu tấn một năm. Trong thời gian qua, Bumina 3 là một trong những cơ sở có nhiều vi phạm về môi trường, như nhiều lần đổ xỉ thép chưa xử lý ra môi trường. Ngày 1 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy luyện phôi thép Bumina 3 vì đã 3 lần nhập khẩu phế liệu chứa tạp chất vượt quá tỷ lệ cho phép, tổng mức phạt đến 1 tỷ 400 triệu đồng. Riêng tình trạng xả khói tại nhà máy luyện phôi thép Bumina 3, Sở Tài nguyên Môi trường đã nhận được phản ánh của người dân. Thế nhưng nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của khói bụi này như thế nào đến môi trường xung quanh thì cơ quan này vẫn chưa có câu trả lời xác đáng, với lý do còn phải kiểm tra để đánh giá lại. Tình trạng xả khói bụi của nhà máy thép Bumina 3 không phải ngày 1, ngày 2, tần suất xả thải cũng liên tục. Thêm nữa, nhà máy này cũng từng bị phạt mà vẫn cứ vi phạm. Phải chăng vì chế tài chưa đủ mạnh, vì ngành chức năng từ tỉnh đến địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong giám sát, hay vì doanh nghiệp cố tình coi thường pháp luật, người dân trong khu vực đang mong mỏi chờ câu trả lời của các cấp chính quyền và ngành chức năng. Thưa quý vị, các nước cần thúc đẩy cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và giúp cơ quan này đáp ứng tốt hơn trước những thách thức thương mại. Đây là sự nhất trí đã được các nước thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 đưa ra trong cuộc họp các bộ trưởng thương mại và đầu tư của nhóm diễn ra hôm qua, 14 tháng 9, tại thành phố Mar del Plata của Argentina. Phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên họp giữa các thành viên của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, Ngoại trưởng Argentina, ông Jorge Faurier cho biết tất cả các nước thống nhất rằng vấn đề quan trọng và cấp bách nhất hiện nay là thực thi kế hoạch cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trước những thách thức hiện tại và tương lai. Văn kiện cuối cùng của kỳ họp cũng nhấn mạnh vai trò của G20 như là một nền tảng cho đối thoại chính trị giữa các nước thành viên, đồng thời chỉ rõ sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực để đảm bảo rằng nguồn lợi từ thương mại và đầu tư quốc tế được tất cả cùng chia sẻ. Hôm qua, Ngoại trưởng Đức ông Heiko Maas nhấn mạnh nước này sẵn sàng chung tay tái thiết Syria nếu quốc gia Trung Đông tìm kiếm được một giải pháp chính trị cho các cuộc bầu cử minh bạch và công bằng. Ngoại trưởng Đức khẳng định mong muốn Syria là một quốc gia ổn định. Do vậy, việc tái thiết là điều cần thiết và Đức hiện đóng một vai trò quan trọng trong sứ mệnh đó. Ngoại trưởng Đức ông Heiko Maas nhấn mạnh Berlin đề nghị Moscow tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad rút lại kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Idlib, được coi là thành trì cuối cùng của khủng bố và phiến quân ở quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo lo ngại cuộc tổng tấn công có thể gây ra thảm họa nhân đạo lớn chưa từng có trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm ở Syria. Để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2019, hôm qua, chính quyền quân sự Thái Lan đã thông báo nới lỏng lệnh cấm hoạt động chính trị. Quyết định được Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha công bố. Các chính đảng hiện nay tại Thái Lan được phép tổ chức một số hoạt động nhất định như triệu tập các cuộc họp để bầu lãnh đạo, kết nạp thành viên mới, sửa đổi các quy định của đảng và bắt đầu tiến trình lựa chọn các ứng cử viên.
Tuy nhiên, việc tiến hành chiến dịch vận động tranh cử thực sự vẫn chưa được xem là hợp pháp. Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan, ông Wisanu Kreangam, phụ trách các vấn đề pháp lý của chính phủ cũng cho biết việc vận động tranh cử sẽ được phép sau khi luật về bầu cử các hạ nghị sĩ được ban hành, có khả năng diễn ra vào khoảng giữa tháng 12 tới. Những thông tin về tai nạn thiên tai sẽ liên tục bản tin. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị mất tích trong một vụ cháy và chìm phà chở 147 hành khách trong ngày hôm qua ở vùng biển miền trung Indonesia. Theo giới chức Indonesia, chiếc phà mang tên Funca Permata 5 đã bốc cháy và bị chìm ở vùng biển Banggai Relasi thuộc địa phận tỉnh Tây Sulawesi. Khi xảy ra tai nạn, phà trên đang thực hiện hành trình từ cảng Bau Bau ở tỉnh Đông Nam Sulawesi tới cảng Sanana ở tỉnh Bắc Maluku, cách đó khoảng 520 km. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường và giải cứu được 126 hành khách. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đến sáng 15 tháng 9, bão Florence đã suy yếu thành bão nhiệt đới sau khi đổ bộ vào bang Bắc California của Mỹ. Với tốc độ di chuyển chậm, bão đã gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Tại khu vực Newburn, Bắc California, mưa lớn đã làm ngập thị trấn, có khoảng 30.000 người sinh sống. Theo báo cáo mới nhất của giới chức bang này, có khoảng 2,5 triệu người dân của bang đã không có điện sử dụng. Hơn 22.600 người đã được đưa tới 150 địa điểm tạm trú trên toàn bang, bao gồm cả trường học và nhà thờ. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, cũng đã có cuộc họp với giới chức nước này để bàn về tình hình cơn bão, đồng thời cho biết chính quyền liên bang sẵn sàng đưa ra các biện pháp hỗ trợ. Dự kiến có khoảng 10 triệu người bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Rạng sáng nay, cơn bão có tên quốc tế là Mangkhut đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines với sức gió lên tới trên 200 km một giờ cùng mưa lớn gây ra mất điện tại một số khu vực. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại, tuy nhiên cảnh báo về khả năng lũ lụt và lở đất đã được đưa ra. Hàng chục ngàn người cũng đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển do cơn bão có thể khiến sóng biển cao từ 3 đến 6 mét. Giới chức tỉnh Kakasan, nơi cơn bão đổ bộ, cho biết khoảng 36.000 người đã được sơ tán đến 500 trung tâm tránh trú. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người từ chối sơ tán vì muốn ở lại đảm bảo an toàn cho nhà cửa. Sau khi quét qua Philippines, bão Mangkhut dự kiến đổ bộ vào Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày mai. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơn bão mạnh nhất mà Hồng Kông phải hứng chịu trong nhiều thập kỷ qua. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 6. Sáng nay, bão Mangkhut đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 năm 2018. Lúc 13 giờ chiều nay, bão số 6 cách Macau, Trung Quốc khoảng 800 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 đến 30 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 11, cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Cảnh báo, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, từ 200 đến 300mm, vùng núi phía Bắc có nơi trên 300mm, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 100 đến 200mm. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 15 tháng 9. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 kết hợp với hoạt động của trường gió Tây Nam, nhưng mưa vẫn tăng cả về diện và lượng, có nơi mưa to kèm theo hiện tượng gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý tránh di chuyển ngoài đường vào thời điểm mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay và trưa, chiều mai có mưa rào và dông. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm từ 70 đến 95%.
Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ đến động. Thời tiết hầu khắp các vùng biển cả nước đang rất xấu. Mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh và lốc xoáy rất nguy hiểm. Bà con ngư dân tránh ra khơi thời điểm này. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 9 năm 2018, mực nước cao nhất 345cm xuất hiện lúc 17 giờ 50 phút, thấp nhất 150cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp theo sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.